Chiều ngày 16 tháng 8 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn bảo hiểm AIA đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí nhân dịp ông Ân Căn Huy nhậm chức tân chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn bảo hiểm lớn thứ hai thế giới tính theo vốn thị trường. Nhân chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị là tổng giám đốc kiêm chủ tịch tập đoàn bảo hiểm AIA, ông Ân Căn Huy bày tỏ sự lạc quan và có những nhận định về thị trường Việt Nam. Theo ông Căn Huy, Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển mạnh nhất Đông Nam Á với phân khúc trung lưu tăng nhanh, tạo hy vọng vào sự phát triển của ngành dịch vụ. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc yêu cầu đối với sản phẩm dịch vụ chất lượng cao cũng gia tăng. Để đáp ứng được thị trường đòi hỏi cao, ông Căn Huy cho biết chiến lược phát triển của AIA sẽ luôn tập trung vào con người. Với việc số hóa dịch vụ như sử dụng nền tảng thanh toán iBoss, ứng dụng tương tác qua điện thoại iMo, v.v., AIA luôn hướng đến phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Trong buổi tọa đàm diễn ra vào ngày 16 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng với ông Quay Besson, CEO của AIA Việt Nam, ông Ân Căn Huy cũng cho biết mục tiêu của AIA là trở thành tập đoàn bảo hiểm dẫn đầu thị trường bảo hiểm nhân thọ Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam.